tạo cái project có migration nhanh đó, mà thầy lúc đầu không có dạy cho bạn phần đó. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái project mới hoàn toàn ha, các bạn có thể dùng lại project ESOP cũ cũng được. Rồi để minh họa cho cái mẹo này thì sẽ tạo lại project. Rồi đặt tên là ESOP. Các bạn dùng lại project cũ nha, không cần phải tạo lại đâu. Rồi này sẽ copy toàn bộ cái 6 cái model vào trong project của mình như bình thường. Nó bữa này gửi cho bạn cái model rồi đó. Thay vì là mình đi ngồi code từng cái model này đã gửi sẵn. Rồi và các bạn có nhớ là mỗi cái lần trước á, là mình muốn tạo migration, tức là muốn tạo database á, thì mình cần phải thiết lập rất là nhiều bước. Rồi thì bây giờ mình có thể để cho Visual Studio nó làm tự động giùm mình. À, bằng cách chú ý thao tác ha, chuột phải controller, tức là sau khi các bạn đã thêm model rồi ha và mình chưa làm bất kỳ một thao tác thiết lập nào hết, rồi mới thêm model thôi, thì chuột phải controller chọn add new scaffolded item, rồi chọn MVC controller with views using entity framework. Thao tác này quen quá các bạn. Thao tác hồi trước mình học là làm cái gì nè? Tạo ra controller với view luôn. Tức là tạo các trang gì? Xem, thêm, sửa, xóa, đúng không? Thao tác này dùng để tạo ra mấy trang CRUD á. Rồi và bây giờ mình biết á, là thao tác này có thể giúp mình thiết lập luôn cả migration. Rồi, thầy sẽ chọn tạo model, tạo controller cho model account. Data Context Class nếu như có sẵn á, thì mình sẽ chọn ở đây. Nhưng nếu chưa có, mình có thể nhấn nút dấu cộng. Rồi nó sẽ tự tạo ra một cái ESOP Context nằm trong ESOP.data. Rồi add. Đây nó tự tạo sẵn luôn. Được chưa? Rồi nhấn add. Rồi các bạn thấy thì sao? Nó đang cài NuGet package cho mình luôn ha. Mấy cái là Entity Framework Core.sql Server hoặc là Entity Framework Core.tool đều được tự cài. Ủa? Rồi xong. Nãy cái lỗi đó nó báo á, là không cài được NuGet package có tên là Entity Framework Core.design. Thì khi gặp lỗi đó thì các bạn có thể làm theo hai cách. Một á, là nhấn nút add lại một lần nữa. Có thể do lúc đó nó gặp trục trặc gì đó, nó không cài được cái NuGet package. Thì mình nhấn nút add lại lần nữa để cài lại thử xem sao. Rồi nếu được thì có thể thành công ra code như thế này như thầy. Còn nếu nhấn add lại mà vẫn không được á, thì mình cài thủ công bằng cách chuột phải ESOP, chọn Manage NuGet Package. Rồi và install cái này. À, cái design này. Visual Studio.web.code generation.design. Được chưa? Rồi hiện tại mình đang code trên .NET 5.0 thì mình cài các phiên bản 5 chấm thôi ha. Chứ không cần cài lên 6.0. Nhớ nha, 6.0 là của .NET 6.0. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề nè. Nãy thầy chỉ thêm vào model thôi, thầy không hề làm một bước thiết lập nào hết. Rồi sau đó thầy sinh ra các trang CRUD. Thì các bạn thấy á, nó thiết lập hết tất cả giùm mình. Nó có ESOP context ở đây. Được chưa? Rồi nó có chuỗi kết nối ở appsetting.json. Đây, có sẵn chuỗi kết nối mặc dù thầy không thêm gì hết. Rồi và startup có câu lệnh lấy chuỗi kết nối. Rồi vậy thì bây giờ mọi thứ là máy nó tự động làm giùm mình rồi, mình không cần đụng tay viết cái gì cả. Được chưa? Đó, công việc nó dễ hơn rất nhiều rồi đó.
Sau này khi làm bài kiểm tra, thực hành hoặc làm đồ án tốt nghiệp chẳng hạn, có thể làm ASP.NET Core thì chỉ cần thêm model rồi nhấn chuột phải Add New Scaffolded Item thì mọi cái thiết lập nó sẽ làm hết giùm mình. Rồi bây giờ tuy nhiên mình còn chỉnh một số chỗ nhỏ. Đầu tiên á là chuỗi kết nối. Các anh thấy chuỗi kết nối của mình á, database nó làm sao? Nó tự sinh ra một dãy số ngẫu nhiên, isort context gạch ngang một đống dãy ký tự ngẫu nhiên. Rồi cái này để chi? Để nó đảm bảo á, là database này sẽ không trùng với bất kỳ database nào đang có trong SQL Server. Rồi tuy nhiên mình không cần, mình muốn tạo database là isort thì nhớ sửa lại cái chỗ database bằng. Được chưa? Chuỗi kết nối nó tự sinh ra sẽ có một đống ký tự ngẫu nhiên. Đó nên sửa lại thành tên database mình muốn. Ở đây thầy đặt là eShop. Rồi để chúng ta này sẽ xóa cái eShop cũ này. Local DB database eShop. Delete. Rồi. Tương tự mình muốn sửa server lại thành local host hay server khác thì sửa đây. Rồi tiếp tục nè. Cái này thì không biết lý do vì sao mà nó không đúng như những gì mình học ở Entity Framework. Chỗ eShop Context. Cái này nè, chỗ account nè. Bình thường account ở đây mình đặt là số ít hay số nhiều mấy bạn? Nhiều. Rồi, số nhiều. Nhưng mà không biết lý do vì sao do code nó sinh ra mà lại là số ít. Thì mình sẽ bổ sung thành số nhiều. Được chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, bởi vì á, theo nguyên tắc của Entity Framework á, là bảng được tạo ra sẽ là số nhiều của class tương ứng. Tên bảng nó sẽ được quy định ở đây nè. Được chưa? Rồi, nó sẽ là số nhiều. Thì mình sửa lại là số nhiều. Xong. Rồi, và đồng thời mình sẽ bổ sung các DB set của những cái đối tượng còn lại luôn. DB set. Nào đó ta? Kệ. Khoan. Product type. Đó. Lưu ý là ghi thứ tự của mấy cái DB set này á chính là thứ tự tạo bảng, thì mình sẽ ghi những cái nào không phụ thuộc. Ví dụ account không phụ thuộc ai hết thì ghi nó trước. Rồi tới product type không phụ thuộc ai hết thì ghi tiếp theo. Rồi tiếp theo tới product. Khi đã có product type rồi thì tạo product bình thường. Đó giờ ghi tiếp theo. Có tài khoản, có sản phẩm thì tới giỏ hàng. Cái này các bạn dựa vào lượt đồ cơ sở dữ liệu ha. Dựa vào mấy khóa ngoại của nó. Coi thử bảng nào phụ thuộc bảng nào. Invoice. Invoice detail. Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình viết câu lệnh gì? Add migration, đúng không? Mọi thứ có hết rồi. Data context cũng có. Rồi, thầy đặt tên là full DB. Đầy đủ cơ sở dữ liệu. Ủa? À, quên xin lỗi. Rồi, đợi chút ha. Rồi, lỗi như thế này nè. Nãy á, mình từ account số ít mình chuyển sang số nhiều. Tuy nhiên nếu các bạn sửa thẳng vào đây thành số nhiều á thì những chỗ có sử dụng cái account, ví dụ như chỗ này. Đây nè, context.account nó sẽ báo lỗi. Thử ha. Đây. Đây, nó báo lỗi. Rồi vậy thì khi các bạn đổi tên một cái thuộc tính, đổi tên một cái class, đổi tên một cái gì đó trong code á thì mình đừng gõ thẳng vào đây, mình làm sao? Chuột phải rename. Sau đó các bạn mới gõ cái tên mới vào và nhấn apply. Thì khi đó nó sẽ sửa tất cả những chỗ nào xuất hiện cái account này trong code. Nó sẽ sửa lại thành account số nhiều. Được chưa? Rồi, xong, bây giờ không còn lỗi nữa. Và nhớ khi đổi tên á thì chuột phải rename.
rồi gõ tên mới vào, nhấn apply. Rồi bây giờ có thể là add migration lại rồi đó. Những thao tác này bữa giờ mình tự tay thiết lập rồi, ra được database rồi thì không sao, không cần làm lại. Thì chỉ bày cho bạn cái cách để chuột phải và nó thiết lập giùm mình. Chuột phải add new scaffold item rồi nó tự thiết lập mọi thứ giùm mình. Mình chỉ việc là tạo database thôi. Update database. Rồi lớp hiểu những gì nãy giờ thầy giảng không? Mình viết model, chuột phải add new scaffold item, mọi thiết lập còn lại là do Visual Studio nó làm giùm mình. Rồi xong, đã có database. Đây. Được chưa? Rồi, và với database eShop này thì việc còn lại chỉ là phát sinh dữ liệu cho nó thôi. Chạy cái file data nè. Rồi, xong, database của mình đã có dữ liệu và mình cũng đã có một cái account controller. Được chưa? Rồi, việc thêm các controller khác sẽ tương tự. Rồi, bây giờ các bạn sẽ viết chức năng cho cái trang web của mình. Đầu tiên là chức năng đăng nhập. Rồi, viết cho này tính năng đăng nhập nè. Rồi, tất cả những tính năng đều được viết theo kiểu như sau. Đầu tiên sẽ có view cho nó, đúng không? Rồi các bạn có thể cho đăng nhập nằm ở home controller hoặc ở account controller cũng được. Đó. Ví dụ như nếu ở home controller thì người dùng muốn đăng nhập người ta sẽ gõ địa chỉ như sau. Xịt home, xịt login, đúng không? Còn không thì các bạn cứ quăng vào account cũng được. Xịt account, xịt login. Rồi thầy sẽ tạo cho nó một cái view. Chuột phải vào account nè. Tính năng đầu tiên bây giờ mình sẽ viết đó là tính năng đăng nhập ha. Chuột phải vào thư mục account ở trong view. Chọn add view. Đặt tên là login. Chọn raise view phía dưới ha. Nhắc lại về kiến thức bài cũ nè. Tạo view mới thì chuột phải vào thư mục tương ứng. Rồi sau đó chọn là add view. Chọn cái ở trên để nó viết. Mình viết từ một file trống hoàn toàn. Rồi chọn cái dưới để mình tạo ra một cái view từ một cái model nào đó. Rồi login thì thôi mình tạo dùng cái trên cũng được, login là một cái view đơn giản cho nên mình chọn cái trên cũng được. Rồi sẽ đặt tên là login app. Rồi ở đầu cái view này thì sẽ khai báo model. Model là account. Rồi tiếp. Các bạn sẽ tạo một cái form login. Được chưa? Form. Rồi form này nhớ ghi là ASP controller là account và ASP action là login. Bây giờ tạo form đăng nhập. Tạo form đăng nhập mình sẽ dùng tag helper để tạo ra cái thẻ input và thẻ label tương ứng. Rồi tuy nhiên để cho đẹp thì thầy sẽ copy code của Bootstrap vào để nhìn cái form đăng nhập cho đẹp ha. Bootstrap thì lên đâu copy? W3 School hoặc là Google trang chủ của Bootstrap. Được chưa? Việc copy code không vấn đề gì cả. Mình không thuộc thì mình copy thôi. Ở Bootstrap nó nhiều lắm. Đây. Tutorial Learn Bootstrap. Ở đây thì sẽ dùng Bootstrap bản 4. Rồi, form. Thầy sẽ vào phần form nè. Rồi, copy đoạn code này vào.
Đoạn code này á, là có sẵn một số class để định dạng cho thẻ label và thẻ input. Được chưa? Sau đó mình sửa lại. Ô, sao tự nhiên nó bay ra giữa rồi trời. Đợi chút nha. Nó bị code sẵn bay ra giữa luôn. Gì thôi kệ đi, tự nhiên nó có khoảng trắng phía trước thì muốn xóa thôi mà kệ. Rồi bây giờ label nè, label thì mình không có viết theo kiểu này, mình sẽ viết kiểu gì? ASP for, đúng không? For gì? Username. Rồi bây giờ thẻ input mình không quy định type, mình cũng không quy định là ID là cái gì đó. Rồi có thể bỏ luôn cái placeholder tùy các bạn, giữ lại cái class ha để nó định dạng cho mình. Input ASP for rồi tiếp tục đoạn này mình sẽ sửa lại thành password. Password và cuối cùng là một cái nút, nút là button nhập. Class là btn, btn primary. Rồi chạy thử ha. Hôm bữa này có hướng dẫn chạy một cái view bất kỳ chưa? Bình thường mình sẽ chạy là Ctrl F5 để ra được trang chủ, rồi sau mình mới gõ cái đường dẫn để vào một cái view nào đó. Ha. Rồi đây là home nè. Bình thường mình chạy bằng Ctrl F5 ra trang chủ. Rồi muốn vào trang login mình sẽ vào account save login. Đó. Ủa. À từ từ. À, mình sẽ chạy account save login. Thầy có bài lớp cách chạy trực tiếp một view bất kỳ chứ nhỉ? Thôi giờ bài luôn nè. Nếu các bạn muốn chạy một cái view login này, các bạn không cần phải Ctrl F5 rồi gõ đường dẫn chi cho mệt. Các bạn chuột phải vào login, chọn view in browser. Được chưa? Thì ngay lập tức cái view login sẽ được mở lên. Đơn giản ha, không cần phải gõ đường dẫn như trên á, chuột phải vào view và chọn view in browser. Rồi, còn bây giờ vì sao nó chưa hiển thị cái view lên được? Bởi mình chưa có action tương ứng. Đúng không? Rồi, account controller bổ sung một cái action là login. Public iAction result login return view. Rồi bây giờ mới hiển thị cái view login lên được nè. Được chưa? Đây là view login mình tạo bằng Bootstrap. Rồi đầu tiên các bạn làm cái view login giùm thầy. Các bạn tạo cái view login xong á, nhớ tạo cái action login tương ứng trong account controller. Đó, action này thì chỉ đơn thuần là return view thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ thử xử lý cái form login này ha. Rồi cái view chắc xong hết rồi gì? Bây giờ qua cái việc xử lý nè. Hiện tại mình đang có một cái action là login và action này chỉ hiển thị cái view login lên thôi chứ không xử lý gì hết. Bây giờ muốn xử lý mình phải viết một cái action login khác. Rồi và nhớ chú thích cho nó là HTTP post. Cái HTTP post mình đã được học ở trong cái phần CRUD ở buổi số 4, tức là tạo các trang xem thêm sửa xóa đó. Vậy thì á, một cái trang mà có submit dữ liệu, tức là có một cái form để submit dữ liệu á, thì mình cần hai cái action cho nó. Một cái action chỉ đơn giản là để gọi cái form đó lên cho người dùng xem. Một cái action để xử lý cái việc submit cái form đó. Rồi cái form nó đang submit dữ liệu dạng post, nhớ mình sẽ chú thích là HTTP post. Rồi vậy dữ liệu của mình nhận được sẽ là gì? Dữ liệu của mình nhận được sẽ là một cái username và một cái password, đúng không? Mình sẽ kiểm tra string username string password. Ủa, xin lỗi, có ngoặc rồi. Đây. String username và string password. Mình sẽ kiểm tra xem có tài khoản nào có username và password giống như vậy hay không. Mà để kiểm tra mình sẽ dùng link queue. Đúng không? Int count bằng context.account.where account.username bằng cái này và account.password bằng cái này. Này dùng count được không ta? À được. Rồi đếm. Yeah. Account.count đếm những cái phần tử nào trong danh sách tài khoản có thỏa điều kiện này. Rồi nếu như đếm ra một, nếu như đếm ra một tức là đăng nhập thành công, đúng không? Rồi đăng nhập thành công đó, thì thông thường mình sẽ làm gì? Mình sẽ lưu session, lưu cookie gì đó để cho mình có thể truy cập ở những nơi khác. Có ai học về PHP có biết session và cookie là gì chưa? Dạ Hello. rồi hiểu. Rồi hiểu về session cookie rồi ha. Tuy nhiên session cookie này sẽ để nó lại cho tuần sau. Tạm thời bây giờ mình làm đơn giản thôi. Nếu đăng nhập thành công thì chuyển hướng nó về trang chủ. Rồi. Mình sẽ return cái view. Rồi lưu ý ha. Bây giờ return cái view nó có bốn cái phiên bản của cái view, return view nè. Ủa xin lỗi. Return redirect to action. Redirect to action. Rồi redirect to action á, nó sẽ cho mình quy định á là gọi action của controller nào. Nhìn cái phương thức thầy đang hiển thị nè. Redirect to action nhận vào tham số thứ nhất là action name, nhận vào tham số thứ hai là controller name. Rồi vậy nếu thầy ghi kiểu này nghĩa là sao? Đăng nhập thành công nó sẽ gọi action index của controller là home. Được chưa? Rồi còn nếu thầy chỉ ghi như thế này thôi, nó sẽ gọi action index của thằng nào? Nếu chỉ ghi kiểu này, nó sẽ gọi action index của thằng nào các bạn? Của account đúng không? Của controller hiện tại. Đó. Rồi thì bây giờ thầy sẽ đăng nhập thành công, dẫn nó về trang chủ. Tạm thời mình chưa đụng tới session gì hết. Ngược lại, nếu đăng nhập không thành công thì hiển thị thông báo lỗi. Rồi và hiển thị thông báo lỗi thì sẽ làm như sau. Dưới cái nút đăng nhập thầy sẽ tạo một cái thẻ spam. Rồi thẻ spam này sẽ thầy sẽ hiển thị á là a cộng view path chấm
MSG message. Được chưa? Rồi bên này thầy sẽ cho là viewback.msg bằng đăng nhập thất bại. Return view tương ứng. Rồi vậy khi mà tìm không ra tài khoản, tức là đăng nhập không thành công á, đầu tiên nó sẽ gán một cái này sang view bác, rồi gọi lại cái view login lên. Khi view login được gọi thì lúc đó cái view bác.message đã có giá trị rồi, thì nó sẽ hiển thị dòng thông báo đó dưới cái nút đăng nhập hoặc bên cạnh cái nút đăng nhập. Rồi chạy lại ha. View in browser. Đây, đây là trang đăng nhập của mình. Rồi để thầy kiếm cái account cái. Mình có là admin đăng nhập. Đăng nhập thành công trở về trang chủ. Được chưa? Rồi bây giờ đăng nhập thất bại nè. Admin. Đăng nhập là một. Được chưa? Đó. Các bạn có thể xử lý đăng nhập thất bại theo kiểu này. Tức là vẫn gọi lại cái view login nhưng hiển thị một cái thông báo lỗi ở đây. Thậm chí thông báo lỗi mình dùng Bootstrap để cho đẹp hơn cũng được. Class bằng text danger, dòng chữ màu đỏ. Đây, admin 1. Đăng nhập thất bại. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn xử lý cái vụ đăng nhập giùm thầy. Đăng nhập khá đơn giản thôi. Đây. Tạo một cái action là login. Rồi và ghi chú cho nó là HTTP post. Dùng link kêu để đếm tài khoản có username và password như vậy. Rồi sau đó xử lý tương tự. Rồi này sẽ chiếu code cho bạn coi ha.
Thôi nhớ cái chỗ mà đăng nhập thành công này nha. Hiện tại là mình chưa có học về session, giờ mình chỉ đơn giản là chuyển vào trang chủ thôi. Chứ đúng ra chỗ này phải làm sao? Mình phải lưu vào session trước, rồi sau đó muốn chuyển đi đâu thì tùy. Được chưa? Khi đã có session rồi thì ở bất kỳ cái view nào mình cũng có thể truy cập vào session để lấy thông tin người hiện tại. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ làm trang là sản phẩm, danh sách sản phẩm. Rồi với trang danh sách sản phẩm á, thì mình tạo cái product controller. Add new scaffolded item. Cái này thì có thể các bạn đã có product controller rồi. Được chưa? Add new scaffolded item. Thầy chưa có cho nên thầy sẽ tạo. Mấy bạn nào đã có product controller rồi thì không cần tạo nữa. Rồi thầy hỏi lớp một cái, hôm bữa là thầy cho các bạn cái danh sách hình ảnh của sản phẩm luôn rồi đúng không? Mấy cái hình này nè. Lớp có hình này chưa ta? Dạ rồi. Rồi chép vào project chưa? Rồi. Rồi luôn đúng không? Chép vào cái World Wide Web root á. Rồi thầy tạo mới lại cho thầy sẽ chép. Tạo mới thì chưa có. Rồi máy các bạn có sẵn rồi thì không cần làm gì thêm nha. Đó, để thầy tự chép. Rồi img trong này. Rồi bây giờ mình đã có product controller, đã có cái action index là lấy ra danh sách sản phẩm. Hiện giờ cái trang index của product nó hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng gì? Dạng table, dạng bảng, đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ làm theo dạng khác. Ủa. Heo. Rồi đây. Nó hiển thị theo dạng bảng. Rồi, danh sách sản phẩm sẽ có hai kiểu hiển thị khác nhau. Hiển thị cho người dùng thì nó sẽ hiển thị một dạng lưới gồm nhiều ô, nhiều dòng nhiều cột, nhưng mỗi dòng là gồm nhiều ô khác nhau và hiển thị cái hình ảnh bự bự lên tí. Rồi hiển thị cho admin thì mới hiển thị theo kiểu là bảng có thêm sửa xóa. Hiện giờ mình đang làm các trang cho người dùng, do đó mình sẽ làm theo dạng là lưới. Được chưa? Rồi vậy mình sẽ sửa lại cái view index. Rồi thay chữ index thì sẽ thay bằng danh sách sản phẩm. Rồi sẽ không có nút thêm mới gì hết trơn á. Xóa hết. Rồi đợi chút để thầy coi cái layout nữa ha. Layout của mình có gì. Rồi ok. Bây giờ để tạo cái lưới thì yêu cầu các bạn cần phải biết một chút về Bootstrap. Còn gì bạn nào chưa biết thì coi thầy code. Rồi, để hiển thị sản phẩm cho đẹp, thầy sẽ dùng một thứ của Bootstrap có tên gọi là cạc. Đây, các bạn có thể tìm trong cái W3 School tới một Bootstrap 4 cạc. Rồi, copy cái đoạn này. Cái đoạn mà nó có ghi là cạc email á. Và các bạn copy cái phần này. Rồi, cái cạc để làm chi? Cái cạc này nó có định dạng sẵn cho mình, đó là một cái hình ảnh phía trên, một cái dòng tiêu đề phía dưới, rồi một vài đoạn văn bản nhỏ nhỏ và một cái nút rất phù hợp để làm một cái ô sản phẩm. Đúng không? Các bạn tưởng tượng mình đang có một cái danh sách sản phẩm là một cái lưới gồm nhiều ô khác nhau, thì ảnh sản phẩm mình đặt trên, tên sản phẩm mình đặt ở đây, có thể kèm theo giá tiền. Rồi gì nữa? Một vài dòng mô tả cho sản phẩm đó và một cái nút để chi?
thêm vào giỏ hàng, đúng chưa? Rồi rất phù hợp, cho nên mình sẽ copy cái đoạn code phía dưới nè. Rồi copy xong, thầy cũng không cần cái style luôn, bởi vì thầy đã dùng cái grid là row và column, cái hệ thống lưới trong Bootstrap á. Rồi bây giờ cái img nè, mình đang trong một cái vòng lặp với sản phẩm P, đúng không? Rồi vậy thì img mình sẽ giữ nguyên cái class src đường dẫn ảnh. src bây giờ sẽ là cái gì? Thư một img. Rồi c product c gì nữa, p chấm email, đúng không? Thuộc tính email của mỗi cái product nó lưu tên file ảnh đây trong database của mình. Product thuộc tính email sẽ lưu tên cái file ảnh mình còn hiển thị lên. Rồi và mình sẽ nối chuỗi nó với thư một img, thư một là product. Rồi tiếp, cạc title. Cạc title sẽ là cái dòng chữ ở đây. Thường mình sẽ dùng nó là tên sản phẩm. Mà tên sản phẩm sẽ là gì? P chấm name, đúng không? P chấm name. Rồi phần phía dưới cạc text mình có thể hiển thị giá tiền. Rồi giá tiền thì sẽ để là P chấm price. Rồi tiếp nữa, một cái nút để thêm vào giỏ hàng. Được chưa? Một cái nút để thêm vào giỏ hàng. Rồi nút thêm vào giỏ hàng mình sẽ để như thế này. Class thì giữ nguyên ha. ASP action bằng, để tí. Cái này là thôi tạm thời cái nút thêm vào giỏ hàng mình khoan xử lý nha. Mình tạo cái nút thôi. Rồi thầy sẽ ghi chữ thêm. Rồi bây giờ chạy thử cái trang index của product coi thử, rồi mình sẽ chỉnh sửa tiếp. Dạ, ngon lành chưa? Rồi từ từ mình còn chỉnh nữa chứ không phải không nha. Đây là một cái lưới danh sách sản phẩm. Khi các bạn sử dụng Bootstrap Grid thì nó sẽ có một cái điểm lợi như thế này. Khi mà cái giao diện trong web thay đổi, cái độ rộng của trình duyệt web thay đổi, ví dụ thầy muốn hiển thị trên điện thoại iPhone 12 chẳng hạn. Rồi thì toàn bộ cái grid đó sẽ được chồng lên nhau, chứ không chia ra thành một cái lưới nhiều dòng nhiều cột nữa. Nó sẽ xếp chồng lên nhau thành một danh sách sản phẩm duy nhất, một cột duy nhất. Cái này được gọi là tính responsive. Được chưa? Thầy không chắc là bên MLB các bạn đã được học cái tính chất responsive chưa? Cái này đúng ra phải là nội dung của môn thiết kế web á. Responsive là khi á, mà độ rộng của trình duyệt web thay đổi thì giao diện trang web sẽ thay đổi theo. Được chưa? Rồi, và bây giờ mình cần chỉnh sửa tiếp nè. Rồi hiện tại á thì các bạn thấy á là cái cạc của mình, cái cạc là gồm gì? Một cái hình ảnh, một cái dòng chữ, rồi giá tiền, nút thêm. Một cái cạc của mình các bạn thấy chiều cao của nó không đồng đều nhau, đúng không? Cái thì cao hơn, cái thì thấp hơn, nằm nó lệch lệch. Rồi và thì bây giờ á, để cho tất cả các cạc chiều cao đều bằng nhau á, ở cái thẻ div class là cạc thì sẽ ghi thêm là H100. H100 nó tương đương với cái CSS là gì? Height. Bạn height 100%. Height 100% có nghĩa là nó sẽ chiếm toàn bộ chiều cao của đối tượng cha của nó. Đối tượng cha chính là cái thẻ div column MD3. Rồi, vậy thì bây giờ tất cả cái này đều cao bằng nhau hết. Được chưa? Tuy nhiên những cái nút thêm này á nó không đồng đều nhau. Rồi và bây giờ thầy còn làm thêm nữa. Thầy sẽ tạo một cái thẻ div class là cạc footer, và này sẽ để cái nút thêm ở phía dưới này đây. Rồi, khi đó mấy cái nút thêm này nó đều đồng đều nhau ha. Rồi tiếp,
Bây giờ thầy muốn tách cái card phía trên so với card phía dưới. Mấy cái này toàn là bootstrap cơ bản thôi. Bạn nào không biết thì cứ nghe thầy giải thích rồi xong lát chép code vô. Rồi, hai cái card đang hơi dính nhau. Bây giờ thầy muốn tách cái card phía trên với cái card phía dưới. Bây giờ cái này kiến thức về CSS cơ bản nè. Để tách hai đối tượng ra, tức là tăng khoảng cách giữa hai đối tượng, mình dùng thuộc tính gì của CSS? Lớp nhớ không nè? Padding Rồi, margin. Các bạn nói padding, padding không phải ha. Padding là khoảng cách từ đường viền của đối tượng đó tới cái phần nội dung bên trong. Còn bây giờ từ đường viền đi ra ngoài, tức là khoảng cách giữa các đối tượng á, mình sẽ dùng margin. Rồi, cách viết margin thì chắc biết đúng không? Đợi chút nha, thầy sẽ viết margin vào chỗ div class column nè. Các column sẽ có margin. Ví dụ margin là 20 pixel chẳng hạn đi. Được chưa? Nó tách nhau ra. Tuy nhiên mình còn margin bottom thôi. Margin bottom. Đó. Rồi, tuy nhiên khi để dùng từ Bootstrap thì mình sẽ sử dụng class. Nó sẽ nhanh hơn là viết code CSS. Những cái nào mà class của Bootstrap có hỗ trợ thì mình dùng class. Rồi, cái này viết tắt của margin bottom 2. 2 là sao? Margin bottom nó sẽ có các mức từ 1 cho tới 7. Đây. Margin bottom à 0 nữa, từ 0 cho tới à tới 5 là không tới 7, thầy nhớ nhầm. Từ 0 tới 5. Rồi, thầy không nhớ rõ là mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 là tương ứng với bao nhiêu pixel. Rồi, nhưng thầy cứ để 2 đi. Margin bottom ở mức 2. Đó, nó sẽ tách ra như thế này. Được chưa? Còn cái muốn nhiều hơn nữa, các bạn để số 5. Mức số 5. Thì nó tách ra nhiều hơn. Được chưa? Đó, tùy các bạn nhìn cái nào ưng ý. Rồi, thầy để 2 là đủ rồi. À, bỏ. Rồi, margin bottom ở mức 2. Bây giờ nhìn hơi 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 ok rồi đó. Rồi bây giờ cái trang sản phẩm của mình á, các bạn thấy là còn mỗi ô còn cái gì? Nó còn cái đường viền bao xung quanh. Đúng không? Mình muốn bỏ hết tất cả những đường viền này. Để bỏ đường viền cho một cái card, bản thân một cái card sẽ có cái đường viền bao quanh. Bỏ đường viền cho cái card. Thầy sẽ ghi là border gạch ngang không. Không có border. Được chưa? Rồi, tuy nhiên vẫn còn cái đường viền này. Rồi, đoán xem thử cái đường viền này là của cái thẻ nào trong cái card vậy? Nhìn kỹ vị trí ha. Đường viền này là thẻ nào? Này đúng không? Card footer. Rồi, thầy ghi tiếp luôn. Border. Không. Rồi, mất đường viền. Rồi, nếu như các bạn để ý kỹ phần card footer nó còn có một cái nền màu xám. Vậy thì bây giờ thầy ghi luôn đổi màu nền thành màu trắng, background là white. Rồi mất màu nền xám ở đây. Rồi, xong. Rồi bây giờ chỉnh tiếp nè. Giá tiền. Bây giờ giá tiền thầy không muốn hiển thị số này, thầy muốn hiển thị là 51,000 cho dễ đọc. Rồi, vậy thì ở view chỗ price nè. Hiện giờ chỗ price đang là code C#, đúng không? Bởi vì A cộng mà, mình ghi A cộng là bắt đầu viết code C# bằng Razor. Rồi, vậy p.price.toString định dạng tiền tệ thăng phẩy thăng thăng không. Đó. Rồi, muốn tiền của mình nó nằm ở phía bên phải nữa thì thêm class cho cái chỗ này, thẻ p. Text right định dạng chữ nhảy về bên phải. Được chưa? Nói chung ở đây thì chỉ minh họa một số cách để định dạng cho cái trang danh sách sản phẩm thôi.
sau này các bạn tự viết cái view, khi có kiến thức nhiều về về web rồi á thì các bạn có thể viết một cái view nó đẹp hơn. Rồi tiếp chỗ thêm nè. Sao chữ thêm nó màu đen ta? Đợi tí. Rồi, thôi thì đổi lại thành button đi. Để thẻ A nó định dạng kỳ quá. Rồi, đó, nút thêm. Rồi, thường á, nút trong cái giao diện phần mềm của mình, dù là web hay là app, thì mình nên có icon, có biểu tượng để người ta dễ nhận biết. Rồi, vậy thì á, thầy sẽ dùng biểu tượng. Biểu tượng thì mình lại lên W3 School. Mình coi. Được chưa? Nó sẽ có một cái phần á là reference. Rồi phần reference này mình sẽ có gì? Icon reference. Được chưa? Mình sẽ sử dụng cái kho icon á là font awesome. Rồi tuy nhiên để sử dụng được cái font awesome á thì mình còn làm việc này nữa. Rồi, lấy cái thẻ script này. Ủa khoan từ từ. Đợi tí. Rồi lấy cái thẻ link này. Thẻ link này thì sẽ quăng vào khung chat cho các bạn ha. Giờ các bạn làm luôn nè. Nãy giờ những gì thầy làm với cái trang danh sách sản phẩm á, lát nữa thầy sẽ chiếu code cho các bạn coi. Nhưng mà việc này cần các bạn làm liền. Copy cái thẻ link này. Bật cái layout lên. Rồi, quăng vào trong cái trang web của mình. Được chưa? Quăng cái thẻ link đó vào trong cái layout của mình. Thẻ link này là cái gì? Đây là một cái kho icon. Mình sẽ sử dụng icon từ cái file CSS này. File này là một file online. Được chưa? Chứ không phải là mình còn tải về gì hết. Copy cái thẻ link đó vào trong trang cái layout của mình để tất cả các view đều có. Việc này làm liền. Được chưa? Rồi, bây giờ đã có icon rồi thì mình làm sao nè? Thầy nghĩ là các bạn á, có thời gian rảnh á, nên lên tìm hiểu thêm về Bootstrap cũng như là cái icon Form Awesome ở trên W3 School. Thầy chỉ chỗ cho tìm nè. Với Bootstrap vào mục Tutorial, chọn Learn Bootstrap và chọn Bootstrap 4. Với icon thì mình sẽ vào Reference và chọn là Icon Reference. Rồi icon reference thì sẽ có một mục là icon home hướng dẫn các bạn á, cái đường link nó là cái gì đây. Được chưa? Có bị đường link này về, nếu như không nhớ thì lên đây kiếm. Mình sẽ sử dụng là font awesome 4. Rồi copy cái đường link, cái thẻ link này quăng vào trong cái layout của mình. Rồi bây giờ làm sao kiếm icon? Ở mục icon reference thầy sẽ search là cạc cạc. Rồi thấy icon nào xài sao nè. Cái class chính là cái đoạn mình vừa copy. Phải copy của phần phong awesome 4 mới đúng. Rồi thậm chí á, những cái nút nào mà quan phải biết nhân thêm vào giỏ hàng đó.
tạm ổn rồi đó. Nhắc lại về việc sử dụng icon ha.
Thầy, thầy coi em cái này không biết em gõ thiếu cái ngày nào ạ. Kiếm bây giờ không ra. Rồi chiếu lên đi. Rồi xong rồi chắc chắc là lâu lâu nó bị lắc thôi, tức là mình có dấu ngoặc đóng rồi mà nó vẫn báo là thiếu dấu ngoặc đóng, thì mình xóa đi, mình gõ lại đủ hai dấu ngoặc rồi mình quăng đoạn code cũ vào lại, nó bị lắc thôi chứ không gì. À, cái danh sách sản phẩm chắc không gặp vấn đề đúng không? À, vậy thì qua cái chỗ danh sách sản phẩm á, thì mình cũng đã làm được một cái trang tạm gọi là coi được và mặt giao diện. Thì những gì mình học được trong trang này nè, mọi thứ mình cần, nếu như mình chưa rành về việc thiết kế giao diện, mình hoàn toàn có thể dùng Bootstrap để nó có sẵn những cái đoạn code, những cái class để cho mình tạo giao diện một cách đơn giản. Rồi việc xử lý một cái chức năng thì cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa controller và view. Controller sẽ hỗ trợ cái việc gì? Lấy dữ liệu, tôi xin lỗi, lộn. Controller product hỗ trợ việc lấy dữ liệu, viết code gì đó. Với những chức năng khác có thể code công trình trong controller nó phức tạp hơn nhiều, chứ không phải là chỉ một hai dòng như thế này đâu ha. Rồi vậy controller sẽ giúp lấy dữ liệu, xử lý dữ liệu, tính toán gì gì đó, rồi chuyển sang view để view hiển thị lên. Bên view mình sẽ viết code giao diện để hiển thị những gì được chuyển từ controller qua. Đó, do đó phải có sự kết hợp hài hòa giữa controller và view. Tùy vào mặt chức năng mà code sẽ nhiều hay là ít. Ví dụ chức năng login thì cái view rất là đơn giản nhưng mà cái code xử lý thì nhiều. Đó, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp là hiển thị giỏ hàng.
Rồi đây sẽ thêm một cái controller là giỏ hàng cạc. Bạn nào có rồi thì không cần thêm. Rồi, đây là cái giỏ hàng. Tuy nhiên cái giỏ hàng không ai hiển thị kiểu này hết trơn á. Giỏ hàng để cho người dùng xem thì người ta sẽ hiển thị cái gì? Thông tin của sản phẩm và cái gì? Số lượng mua sản phẩm đó, đúng không? Và sẽ cho người ta tăng giảm số lượng rồi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Giỏ hàng ở đây á, nó đang liệt kê ra danh sách tất cả những sản phẩm trong giỏ hàng của tất cả người dùng, đúng không? Giỏ hàng của admin thì chỉ có mỗi sản phẩm này thôi. Giỏ hàng của thằng John thì có cái này và ba cái dưới này đó, tức là nó load toàn bộ cái bảng giỏ hàng lên. Được chưa? Rồi trong khi đúng ra là người nào đang đăng nhập thì chỉ hiển thị giỏ hàng của người đó. Được chưa? Rồi và bây giờ mình còn sửa code lại chút xíu. Cả controller chỗ index, index nó đang lấy ra danh sách tất cả sản phẩm, không alo, tất cả giỏ hàng, đúng chưa? Rồi bây giờ thầy ghi cho chúng cái chỗ này, lấy ra giỏ hàng của tài khoản đang đăng nhập. Tài khoản đang đăng nhập mình lấy ở đâu ra mấy bạn? Làm sao biết được ai là tài khoản đang đăng nhập? Mình dựa vào cái gì để biết? Session. Session, đúng không? Mình đăng nhập xong mình lưu giá trị đó vào session đó, thì đúng ra chỗ này mình phải lôi cái tài khoản đó ra từ session rồi load ra những giỏ hàng của tài khoản đó đó, đúng ra là phải như vậy. Tuy nhiên session tuần sau mới học, tuần sau sau khi kiểm tra mình mới học tới session, do tại thời điểm này thầy sẽ lấy ra là một tài khoản cụ thể nào đó, ví dụ tài khoản của John, username bằng John đó, chứ đúng ra chỗ này phải lấy từ session ra ha. Bây giờ mình tạm thời mình đang gán cứng rồi, vậy thì cái chỗ này mình không phải lấy tất cả nữa, có hai cái include. Ok đây nè, bây giờ chấm gì nữa, chấm where, where gì, c c chấm account chấm username bằng John. Được chưa? Lấy ra những giỏ hàng của tài khoản có tên là John thôi. Ủa sao nó refresh lại ta? Rồi để build lại. Ủa quên, bằng username chứ, tổng quát bằng username. Chưa? Rồi, mở lại cái cạc index. Rồi, vậy đây là giỏ hàng của tài khoản tên John thôi nè. Rồi, bây giờ mình cần chỉnh lại chút. Dữ liệu lấy thì đúng rồi đó. Bây giờ chỉnh lại giao diện thì qua view chỉnh. Được chưa? Rồi, không có create new gì hết trơn á. Rồi, bây giờ hiển thị nè. Đầu tiên mình cần hiển thị gì? Trong một cái giỏ hàng thông thường, cột đầu tiên mà sẽ hiển thị cái gì mấy bạn? Số thứ tự. Rồi, số thứ tự cũng được đi. Ok, số thứ tự. Rồi, TH. Sau số thứ tự là gì? Anh sẽ Hình ảnh sản phẩm, đúng không? Rồi, TH. Hình ảnh. Rồi, gì nữa? tên sản phẩm. Tên sản phẩm, rồi số lượng đơn giá và thành tiền, hoặc không thì số lượng và đơn giá cũng được. Rồi bây giờ mình làm luôn ba cột, số lượng đơn giá thành tiền. À quên, chỗ hình ảnh này mình sẽ dùng cái này chứ. Đây, chỗ hình ảnh nè, dùng này, model
chấm product chấm email. Dùng này để chi? Để mà khi mà trong cái model của mình á, mình có sử dụng chú thích dữ liệu, nó sẽ lấy những cái này ra nè. Đây, nó sẽ lấy những cái display name này ra để nó hiển thị. Được chưa? Đó, dùng chú thích dữ liệu. À khoan, giờ view chưa xong. Rồi, bây giờ tới bỏ account nè. Rồi, hiển thị gì? Hiển thị sản phẩm, đúng không? Product.name. Rồi, số lượng. Rồi, lưu ý cái model này đang là một cái card nha, một cái dòng của bảng card. Mà card thì có những thông tin như thế này: tài khoản nào mua, mua sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu. Và thì quantity là số lượng của card, đó sẽ là model.quantity. Còn ảnh sản phẩm, tên sản phẩm là của product, đó sẽ là model.product. Model.product là cái này đây. Được chưa? Đó, nhớ mấy cái mà thuộc tính khóa ngoại á, navigation property á. Rồi nãy mình nói có gì nữa ta? Ảnh, tên, số lượng, đơn giá. Đơn giá thì mình còn lấy từ đâu mấy bạn? Đơn giá còn lấy từ đâu nè? Đơn giá trong giỏ hàng có Product không? Rồi, product lấy từ product ra đúng không? Model.product.price. Rồi, thành tiền. Thành tiền thì trong database không hề có, mình phải tự tính. Rồi, ghi chỗ này là thành tiền. Do không có cho nên mình không có dùng HTML display name for gì được hết, mình ghi thẳng với thành tiền luôn. Rồi, câu cuối cùng mình sẽ cho là chữ nam. Rồi, bây giờ xuống dưới. Cột đầu tiên là gì? Số thứ tự. Số thứ tự ha. Vòng lặp for thì số thứ tự là y. Còn vòng lặp for each, để coi có lấy số thứ tự được không ta. Rồi, không được rồi. Không lấy được số thứ tự trong vòng lặp for each. Vậy thì nếu không lấy được số thứ tự á, thì sẽ tạo một biến int y bằng 1. Đúng không? Rồi chỗ này hiển thị cái gì? Hiển thị y cộng cộng. Ủa không, không được. Không dùng câu lệnh được. Hiển thị y. Rồi hoặc là các bạn ghi, nếu muốn dùng câu lệnh thì ghi như thế này: y cộng cộng. Rồi tiếp, cột số 2 sẽ là hình ảnh. Hình ảnh thì sẽ là display form model item, item.product chấm email. Ủa khoan, từ từ. À không, chỗ này hiển thị hình ảnh thì thẻ img chứ, đúng không? Img src bằng email xịt product xịt a cộng item chấm. Ủa? Item chấm. Rồi. Chấm. Product. Chấm. Email. Lưu ý hiện giờ item là card nha. Bởi vì model là danh sách các dòng trong bảng giỏ hàng. Chớ một item, một dòng của nó là bảng card. Rồi, vậy muốn lấy ảnh sản phẩm thì phải là item.product.email. Lưu ý á, là nhờ vào cái bên index của mình á, mình có include cả account và include cả product. Do đó cái product này mới có giá trị, chứ nếu không nó sẽ là null. Nói cho anh lấy dữ liệu có liên quan tới khóa ngoại á, thì nhớ include. Rồi, hình ảnh đã xong. Có luôn rồi, khỏi còn sửa. Rồi, quantity là số lượng, có luôn. Bây giờ tới giá tiền. HTML chấm display form model item item chấm product chấm price. Rồi, rút kinh nghiệm
ở chỗ nãy mình to string định dạng luôn. Rồi giá tiền xong, bây giờ tới thành tiền. Thôi, cái này thành tiền thì có tính toán cho nên không có nhân gì được. Ừ, xong có ta. À, đợi đây chút. Sao phép nhân nó không hiểu nhỉ? Item chấm quantity thì hiểu nè, nhân với item chấm. Ok. Rồi, thành tiền xong rồi. Đi. Bây giờ tới chức năng. Chức năng thì mình cho người ta xóa. Ủa cái này ra khỏi cái cạc. Icon. Rồi. Icon delete các bạn có thể dùng cái chữ thùng rác. Sợ chữ delete ra không nè, không ra. Thùng rác là gì ta? Trash. Đây, dùng biểu tượng này. Thẻ y. Được chưa? Rồi, class. Bằng. Rồi, quán này vào. Rồi lưu ý nè, nếu như bạn nào muốn á, dùng cái ký hiệu là dấu X, nút xóa mình có thể dùng hình thùng rác hoặc là dùng dấu X cũng được. Dấu X thì các bạn ghi chữ X và nó không ra, các bạn phải ghi chữ này, times, được chưa? Rồi, dùng ký hiệu này. Đó. Dấu X là times, đó, nhớ những kinh nghiệm này để search icon cho lẹ nè. Rồi bây giờ trang giỏ hàng đã xong, mình sẽ hiển thị nó lên xem thử coi sao, cần thì chỉnh sửa tiếp. Ủa? Đợi tí. À rồi. Lỗi là ở chỗ này. Trong cái display for nó chỉ hiển thị được thuộc tính thôi. Mình không được phép ghi thêm định dạng hay tính toán gì hết. Rồi cho anh thôi bỏ phần này. Thì ghi thẳng ra luôn là A cộng item chấm. Rồi xong. Tiếp. Rồi bây giờ ok rồi đó, nhưng mà cái giỏ hàng của mình cái ảnh nó hơi bự. Rồi vậy chỗ email này nè. Rồi chỗ số thứ tự bị lỗi, rồi chỉnh số thứ tự lại một chút. Rồi, rồi ha. Nãy này quên mất, biểu thức thì dùng dấu ngoặc đơn, còn đoạn lệnh mới là dấu ngoặc nhọn. Nó hai chỗ, chỗ này cũng là biểu thức nè. Biểu thức thì viết razor rồi mở ngoặc đơn ra viết biểu thức thì nó xuất ra giá trị. Còn khi nào mà một đoạn lệnh nhiều câu lệnh mới cần dùng dấu ngoặc nhọn như thế này. Rồi còn vấn đề gì nữa không ta?
thành tiền cũng là định dạng đúng không? Rồi, cái này thêm cái ngoặc nữa, chấm toString. Rồi, vì sao chỗ này thầy còn phải thêm một cái ngoặc ở đây nữa các bạn? Biết không? Vì sao không ghi ra ngoài cái dấu ngoặc nhỏ màu vàng này, ngoặc tròn màu vàng này luôn? Ai biết không? Thầy đang muốn ghi cái toString này để định dạng cho cái chỗ thành tiền. Vậy tại sao không ghi ngay phía sau này chấm toString luôn? Mà phải thêm ngoặc. Các bạn nào biết không? Là câu hỏi lại nha. Cái này là một phép tính, nó ra một kết quả. Thầy muốn định dạng, tức là gọi toString cho cái kết quả đó, thì cần phải đóng ngoặc cái phép tính đó lại, rồi sau đó toString. Vậy tại sao ở đây không ghi toString ngay ngoài cái ngoặc màu vàng đó luôn? Đó, ví dụ như thế này là chấm toString. Vì sao không ghi được vậy mà phải bao nó lại một cái ngoặc rồi mới toString? Cái ngoặc màu vàng là cái gì? Ngoặc màu vàng là vùng giới hạn của Razor, được chưa? Tức là các bạn muốn viết một cái biểu thức tính toán thì phải là A cộng mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn cái đã. Rồi vô trong muốn viết gì thì viết, do đó hai cái ngoặc này là giới hạn của vùng Razor, bắt đầu và kết thúc của một vùng Razor. Đó. Rồi, vậy thì đầy đủ của mình phải là phép tính của mình trong này. Rồi, muốn định dạng gì nữa, đóng ngoặc cái phép tính nó lại chấm toString, chứ không được ảnh hưởng tới cái phần Razor này. Đó, bắt đầu hiểu hiểu bài rồi đó. Yeah. Rồi cái chỗ chức năng thì có thể định dạng thêm cho cái thẻ A chút xíu, class bằng btn, btn danger. Đó, mình cứ làm khi nào mình thấy đẹp thì thôi. À, biên dịch lại. Lâu lâu nó không tự refresh bởi vì code của mình có lỗi vậy đây. Rồi nói chung nút chức năng ok rồi ha. Rồi và đây chính là giỏ hàng của người dùng hiện tại. Rồi các bạn hiểu cái ý tưởng đó. Hiển thị cái giỏ hàng lên như thế này. Ủa, quantity thì chưa dịch hết ta. Ồ, ẩu quá, cái quantity thì chưa có cho nó cái display name. Đó, rồi. Rồi, bây giờ có thể làm dùm thầy Trang giỏ hàng. Rồi, ở chỗ giỏ hàng á, thì mình có thể làm tiện cho người dùng thêm cái nữa, là những cái hình ảnh hay là cái tên sản phẩm á, người ta có thể click vào để tới cái trang chi tiết của sản phẩm đó. Được chưa? Rồi, thầy sẽ làm luôn. Mặc dù trang chi tiết sản phẩm mình chưa có, nhưng mình làm cũng được. Mình sẽ bao cái thẻ IMG lại bằng một cái thẻ A, nhấn vào ảnh để tới một trang nào đó thì dùng thẻ A, bao thẻ IMG lại. Thẻ A này sẽ là gì? ASP controller là product. ASP action sẽ là details. Rồi và ASP route ID, thầy sẽ giải thích cho route ID này. Này sau, ở đây thầy sẽ ghi lại A cầu item. Chấm
Product ID. Rồi vậy coi ha. Rồi các bạn chú ý. Ý ở góc dưới của trình duyệt, cái này zoom lên. Nên cho dễ thấy nè, dễ thấy ở góc góc dưới cái trình duyệt. Khi thầy chỉ chuột vào nó dẫn tới gì? C product xịt đi theo xịt 11 10. Một nó chính là ID của cái sản phẩm của cuốn sách này. Cuốn sách phía trên ID là 10. Cuốn sách trên được ID khác được chưa?
tên namespace gì bụi 6.controller không hợp lệ? Sai tên namespace. Kỳ gì ta? Mấy kia tạo được hết mà. Nó để cái cửa sổ File Explorer nhỏ xíu gì cũng làm việc được hay ghê á. À, nhắc một chút về những bạn đã lên phiên bản Visual Studio 2022. Hiện giờ khoảng đầu tháng 11 á, là Microsoft đã giới thiệu Visual Studio 2022 kèm theo với .NET 6.0 là phiên bản mới nhất. Tuy nhiên mình thì vẫn làm trên .NET 5.0 nha. Trên lưu ý khi tạo project á, nếu nó để mặc định là 6.0 thì phải chọn lại 5.0. Bởi vì 6.0 nó có một số thứ khác so với bản 5 chấm. Nói chung về cái vụ mà phiên bản .NET tôi cũng hơi bực, vừa viết tài liệu cho 5.0 xong cái nó ra 6.0. Đó, mình thì cứ làm 5 chấm thôi. Còn 6D luôn ta. Ủa, target framework 6.0.
Thôi Mẫn thử tạo lại cái project khác và làm lại từ đầu, hoa chép những cái file này qua lại, chép code qua lại và đặt tên project là eShop. Được chưa? Tên solution này vẫn có thể để là mã số sinh viên gạch dưới buổi 6 cũng được. Nhưng mà tên project thì để là eShop để cho nó có cái name quay là eShop. Mẫn làm lại thử nha. Rồi cũng nhắc lại với các bạn trong lớp mình luôn á, là khi các bạn tạo project á, nó sẽ có hai cái tên, đó là tên project và tên solution. Hai cái này là khác nhau. Trong bài tập á, thầy yêu cầu các bạn đặt tên solution là mã số sinh viên gạch dưới buổi số mấy. Còn tên project các bạn đặt eShop cũng được. Đúng không ta? Để đây coi lại mấy cái bài tập thực hành bữa trước. Những gì tôi nói mà sợ yêu cầu trong đề sai. Đúng rồi thầy, tại kêu vậy thầy. Đúng rồi, thế là đặt tên solution, tức là cái ngoài cùng á. Còn cái project thì đặt tên gì cũng được. Solution chỉ để thầy phân biệt là bài của ai thôi. Rồi, chiếu lại code cho bạn nào cần. Nó vẫn không được thầy ơi. Em đang xài phiên bản Visual Studio nhiêu vậy? Hai mươi chín đó này. Rồi, chiếu lên lại đi em. Tự nhiên cái máy bị điên điên. Nhưng sao nó cứ bị cái lỗi đóng ở ngoặc kỳ vậy? Rồi. Index của cả cả dòng số 36. Rồi tiếp. Tiếp lại. Thế bên ngoài đâu vậy? Little string Tô Xuyên có ngoặc mà, bị gì vậy? À, một dấu ngoặc của HT. Mình có dư ngoặc. Chết Không. Tổng. Rồi xong rồi chạy đi em. Máy mày bị sao rồi đó. Dở hàng phải không? Ủa, gì vậy? Ừ. Ôi, cái ASP route rồi gạch ngang ID đâu ông thần? Đây. Route ID. Còn tài quá mày. Đó, xong. Đừng Cần. giảng. Rồi, kiểu này vào buổi kiểm tra là 10 điểm rồi đúng không lớp? Dễ quá mà. Kiểm tra tôi cho yêu cầu khác. Yêu cầu khác thực ra cũng tương tự thôi chứ không gì. Rồi chiếu lại cái code cho coi nè, ai chưa xong thì nhìn cái code ha. Chỗ nào không hiểu thì hỏi nha. Gần hết giờ rồi đó. Chỗ nào không hiểu thì hỏi.
Rồi tới tiết thực hành tuần này mình lại làm ít tiết những cái này nữa nhưng chức năng khác. Nó như bữa thì đã nói là xong cái link kêu rồi là mình viết được một đống thứ. Giờ là mình có thể coi như là mình hoàn thành xong cái ASP.NET Core rồi đó. Tức mình viết chức năng nào cũng được rồi. Rồi những buổi sau mình sẽ học học về session cookie, upload file. Ví dụ người dùng muốn thay đổi cái ảnh avatar hoặc thay đổi cái ảnh sẵn đó, đó là upload file. Rồi gì nữa ta, area cho admin, rồi tới identity. Identity là hỗ trợ cho mình cách nâng cao, cái giờ cơ bản là mình viết được hết rồi đó. Rồi ngồi làm cái giỏ hàng xong giùm thầy đó nha.